Loship, đặt món gì cũng free ship. Loship, ứng dụng giao đồ ăn duy nhất của Việt Nam luôn free ship. Với hơn 70.000 shipper, Loship mở rộng hơn 11 dịch vụ tiện ích như đi chợ, giao hàng, v.v. và giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Loship hoạt động tại 12 thành phố lớn của Việt Nam. Các bạn hãy tải app, ủng hộ Loship, ủng hộ người Việt Nam như đã ủng hộ Battleground nhé. Video này được tham khảo từ bài viết của nhà ngoại giao Hoàng Anh Tuấn, nguyên phó tổng thư ký ASEAN. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground. Đối với mỗi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, điều cốt tử là phải xây dựng được các chiến lược dài hạn chất lượng, cũng như năng lực thực thi các chiến lược đó. Điều tối kỵ nhất với bất kỳ một quốc gia nào là có một chiến lược tồi, và nước Mỹ cũng không phải là một ngoại lệ. Nước lớn khi đã mắc sai lầm về mặt chiến lược thì thông thường phải mất ít nhất là 20 năm và chịu không ít tổn thất thì họ mới nhận ra được các sai lầm đó, và rồi tìm cách xoay chuyển chiến lược. Xin lấy ví dụ ngay chính nước Mỹ. Cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973. Có nhiều mốc thời gian khác nhau để tính sự can dự của Mỹ, như từ sau Hiệp định Geneva năm 1954 đến khi ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Nhưng ở đây chỉ xin đến mốc 8 năm từ năm 1965 đến năm 1973, tức là thời gian mà Mỹ đã tham chiến trực tiếp tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Năm 1965, Mỹ bắt đầu can thiệp trực tiếp bằng việc đưa 3.000 lính thủy đánh bộ đổ bộ vào cảng Đà Nẵng. Mỹ coi đây là cuộc dạo chơi và sớm sẽ đưa lính Mỹ trở về nước. Tuy nhiên, sự can dự quân sự của Mỹ lại ngày càng sâu hơn. Tại thời điểm đỉnh cao vào năm 1968, Tổng thống Mỹ Johnson đã tăng số quân kỷ lục là 575.000 quân. Số quân này chiếm khoảng 40% tổng quân lực của quân đội Mỹ với khoảng gần 1,5 triệu người khi đó. Và đây cũng là số quân cực đại mà Mỹ có thể huy động được và không thể tăng thêm nữa vì Mỹ còn phải triển khai quân ở các nước đồng minh khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, các nước NATO để đối phó với Liên Xô và các thách thức an ninh khác. Với sự có mặt của quân số cực đại như vậy, nhưng Việt Nam thì vẫn tiến hành cuộc tổng tấn công và nổi dậy vào Tết Mậu Thân năm 1968. Lúc này, giới lãnh đạo và chính trị của Mỹ mới đi tới kết luận rằng Mỹ không thể thắng trong cuộc chiến này và phải ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam về một hiệp định hòa bình để Mỹ có thể rút quân trong danh dự. Hệ quả của sự xa lầy và thất bại khi can dự vào chiến tranh Việt Nam là gì? Một là Mỹ đã nhìn sai bàn cờ chiến lược. Đối thủ chính của Mỹ trong thời kỳ chiến tranh lạnh là Liên Xô chứ không phải là Việt Nam. Việc chọn sai bàn cờ, sai đối tượng đã khiến Mỹ suy yếu nghiêm trọng và hội chứng Việt Nam khiến dư luận trong nước Mỹ không ủng hộ các cuộc can thiệp bên ngoài sau năm 1975 nữa. Kết quả là sau cuộc chiến tranh Việt Nam, Liên Xô đã mở rộng ảnh hưởng tại hàng loạt các khu vực chiến lược rộng lớn ở ngoài địa bàn Đông Âu truyền thống như Afghanistan, Nam Á, Việt Nam, Đông Nam Á, Nicaragua, Trung Mỹ, Ethiopia, Angola, Châu Phi trước sự bất lực của Mỹ. 2. Đó là vào đầu những năm 1970, Liên Xô đạt được sự cân bằng bộ ba vũ khí hạt nhân chiến lược với Mỹ là tên lửa vượt đại châu mang đầu đạn hạt nhân, máy bay chiến lược tầm xa mang bom hạt nhân và tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân tầm xa. Đây là đòn quyết định và hệ quả vẫn kéo dài tới tận ngày nay khi mà nước Nga, nước kế thừa của Liên Xô, vẫn sở hữu kho đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới với 6.200 đầu đạn so với Mỹ chỉ là 5.750. Thứ ba là không chỉ rút ra khỏi Việt Nam mà Mỹ còn rút quân khỏi Thái Lan và đóng cửa hai căn cứ quân sự tại Philippines là Subic và Calac. Cho tới nay, việc thiếu vắng căn cứ quân sự của Mỹ tại một địa bàn chiến lược như Đông Nam Á, khu vực trung tâm của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương rộng lớn vẫn được xem là điểm yếu chết người về mặt chiến lược của Mỹ. Cuộc chiến chống khủng bố và sự can dự quân sự thất bại của Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Để đối phó với cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 nhắm vào nước Mỹ, chính quyền Bush đã sắp xếp lại ưu tiên chiến lược, an ninh, quốc phòng, đối ngoại. Trong đó, coi khủng bố là thách thức an ninh lớn nhất và tập trung toàn bộ nguồn lực để triệt hạ các nhóm khủng bố và những quốc gia mà họ cho là bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố. Để thực hiện được chiến lược này, Mỹ đã tuyên chiến với Al-Qaeda, đưa quân can thiệp và chiếm đóng Afghanistan, Iraq. Việc áp dụng các chiến lược chống khủng bố, giết gà bằng dao mổ trâu, tức là đưa quân can thiệp, lật đổ chính quyền các quốc gia nghi để bảo trợ khủng bố, rồi thì xây dựng các chính quyền thân Mỹ là những việc làm không cần thiết, thậm chí là còn phản tác dụng. Trên thực tế, Mỹ chỉ cần sử dụng các nhóm nhỏ biệt kích, sử dụng vũ khí chính xác, các áp lực về kinh tế, quân sự, ngoại giao, phối hợp với các đồng minh là đủ để chặt đứt các mạng lưới khủng bố, đảm bảo an ninh cho mình và cả các đồng minh. Kết quả là sau 20 năm can thiệp bên ngoài, kể từ sau sự kiện 11 tháng 9,
đã khiến ngân sách của Mỹ bị ngốn hàng tỷ đô, bị mất hàng chục ngàn sinh mạng, trong khi vẫn không ngăn cản được Taliban quay trở lại nắm quyền tại Kabul, Afghanistan. Hệ quả từ các sai lầm chiến lược trong việc chống khủng bố của Mỹ trong suốt hơn 20 năm qua là gì? Thứ nhất, đó là Mỹ đã để lại một thế giới tan hoang và bất ổn từ Afghanistan đến Iraq, từ Syria tới Libya. Các bất ổn từ sự can thiệp quân sự của Mỹ đã đẩy lùi sự phát triển của các quốc gia này hàng chục năm. Đồng thời, chính sự bất ổn, nghèo đói và lạc hậu ở những quốc gia này lại là nguồn gốc sinh ra các nhóm Hồi giáo cực đoan mới, những dòng người di cư bất tận ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới an ninh của nước Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Âu, cũng như quan hệ của Mỹ với thế giới Hồi giáo. Thứ hai, đó là nguồn lực của Mỹ bị suy yếu nhiều, như là việc đẩy nợ công tăng cao, ngân sách chi cho quốc phòng, y tế, giáo dục thì bị hạn chế. Và điều này cũng góp phần trực tiếp và gián tiếp làm xói mòn ảnh hưởng và uy tín của Mỹ trên thế giới, làm giảm sức mạnh cạnh tranh của Mỹ và sâu xa hơn là làm suy yếu vị thế và sức mạnh của Mỹ trên thế giới, cũng như trong tương quan so sánh lực lượng với các nước lớn khác. Thứ ba, đó là chính trong giai đoạn mà Mỹ tập trung quá mức vào cuộc chiến chống khủng bố, thì Mỹ lại bỏ qua, không có biện pháp hữu hiệu nào đối phó với Trung Quốc. Nhìn tổng thể, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong các cường quốc trên thế giới hiện nay có đủ sức mạnh tổng hợp về kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, công nghệ để thách thức và xóa ngôi vị số 1 của Mỹ. Trong 20 năm, từ năm 2000 tới 2020, khi Mỹ bị cuốn vào các cuộc chiến chống khủng bố, thì Trung Quốc đã trỗi dậy mạnh mẽ, tăng GDP của mình lên gấp 4 lần. Và ông Trump đã nhận ra sai lầm và thất bại trong chiến lược trước đó của Mỹ để chuyển hướng chiến lược và chính sách. Ông coi Trung Quốc là thách thức lớn nhất và đối thủ chiến lược lớn nhất của Mỹ và trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo. Tuy nhiên, sự chuyển hướng này dường như là quá chậm để xoay chuyển tình thế. Xét trên phương diện lịch sử, sai lầm trong việc lựa chọn mục tiêu cũng như cách thức để chống khủng bố thời gian qua của Mỹ cũng có nét tương tự như sai lầm chết người khi Mỹ sa lầy trong chiến tranh Việt Nam và để Liên Xô vươn lên đạt thế cân bằng về vũ khí hạt nhân chiến lược với Mỹ vào đầu những năm 1970. Cuộc chiến Nga-Ukraine, Mỹ đối đầu toàn diện với Nga. Cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay có nhiều căn nguyên từ lịch sử, văn hóa, tôn giáo, chính trị giữa hai quốc gia này. Nhưng từ góc nhìn của mình trên bàn cờ lớn, Nga luôn coi mấu chốt của vấn đề là quan hệ Mỹ-Nga và tính toán chiến lược của Mỹ. Còn Ukraine đương nhiên chỉ đóng vai trò kẻ ngáng đường. NATO là kẻ đóng thế cho Mỹ. Bước ngoặt của cuộc chiến hiện nay có nguyên nhân xuất phát từ tuyên bố của Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Bucharest, Romania vào tháng 4 năm 2008. Khi đó, dưới sức ép của chính quyền George Bush, NATO đã thông qua tuyên bố Bucharest hoan nghênh nguyện vọng của Ukraine và Georgia trở thành thành viên của khối và nhất trí hai nước trên sẽ trở thành thành viên của NATO. Chính vì tuyên bố Bucharest và bước đi tiếp theo sau đó của NATO, một điều mà cho tới nay Nga vẫn luôn bác bỏ vì cho rằng đã vượt qua làn danh đỏ an ninh của mình và là nguyên nhân chính khiến Nga tiến hành cuộc chiến với Georgia năm 2008 để bảo vệ nền độc lập của hai nước Cộng hòa tự xưng Nam Ossetia và Abkhazia, rồi tiếp đó là việc sáp nhập Crimea của Ukraine năm 2014 và cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay. Thay vì sửa chữa sai lầm của giai đoạn trước đó là tìm mọi cách ngăn cản Trung Quốc, cường quốc số 2 thế giới vươn lên vị trí số 1, thì Mỹ một lần nữa lại chọn sai địa chỉ, coi Nga là thách thức an ninh lớn nhất và dồn toàn lực của Mỹ và các đồng minh châu Âu trong khối NATO đối phó với mối đe dọa từ Nga. Với sức mạnh quân sự vốn có, đặc biệt là vũ khí hạt nhân và nằm ngay sát cạnh các nước châu Âu, Mỹ và NATO có lý do để lo ngại Nga. Tuy nhiên, trên thực tế, Nga là cường quốc đang suy yếu. Sức nặng GDP trước cuộc chiến chỉ bằng 1 phần 12 so với Mỹ, 1 phần 10 so với EU và cũng đang tiếp tục giảm. Thực ra Nga không thách thức và cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới, trừ Syria là đồng minh lâu đời. Nga chỉ muốn bảo vệ sự sinh tồn, lợi ích và ảnh hưởng của mình trong không gian hậu Xô Viết. Trái lại, nhiều học giả của Mỹ như John Mearsheimer thì coi Trung Quốc mới là quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ và có đủ khả năng thách thức xoán ngôi vương của Mỹ về sức mạnh kinh tế, ảnh hưởng quốc tế, sức mạnh khoa học công nghệ và các mặt khác trên phạm vi toàn cầu. Sớm hay muộn, mối lo an ninh từ Nga sẽ sớm bị gạt sang một bên để nhường chỗ cho việc đối phó với nguy cơ Trung Quốc từ Mỹ. Hiện thì còn quá sớm để có thể định lượng hết hệ quả từ tính toán và bước đi sai lầm của chiến lược mới từ chính quyền Biden như một số nhà chính trị và chiến lược gia của Mỹ đã chỉ ra. Tuy nhiên, có thể dự báo một số hệ quả sau. 1. Thay vì theo đuổi và thực thi chính sách của chính quyền Trump trước kia
đó là chống Trung, hòa Nga, thân Ả Rập. Thì nay, Mỹ không những không phân hóa được Trung Quốc với Nga, mà còn đẩy Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và khối Ả Rập gần gũi với nhau hơn. Cần nhắc lại, từ đầu những năm 1970 cho tới khi kết thúc chiến tranh lạnh, Mỹ đã thành công với chiến lược của Kissinger là bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, tách Trung Quốc không đi với Liên Xô, để từ đó cô lập và đánh bại Liên Xô trong chiến tranh lạnh. Thứ hai, đó là với việc Mỹ-Nga đang kình chống nhau quyết liệt, thì Trung Quốc bất đắc dĩ được món quà trời cho, đặt mình ở vị trí tọa sơn quan hổ đấu. Nhìn tổng thể, không có bất kỳ nước lớn nào được hưởng lợi trọn vẹn từ cuộc chiến Nga-Ukraine, nhưng xem chừng Trung Quốc được hưởng lợi nhiều hơn cả. Đó là sức mạnh kinh tế của Mỹ giảm sút, và Mỹ thì có nguy cơ rơi vào cuộc suy thoái kinh tế kể từ năm 2023 sắp tới. Trung Quốc được hưởng lợi từ việc mua năng lượng giá rẻ của Nga. Trung Quốc thì có cơ hội tiếp cận với các công nghệ quốc phòng mới nhất của Nga và tiếp quản các công ty đa quốc gia của phương Tây hoạt động tại Nga phải đóng cửa do cấm vận. 3. Là thay vì đối đầu, Mỹ có khả năng phải điều chỉnh chính sách theo hướng hòa giải hơn với Trung Quốc. Điều này xuất phát từ thực tế là Mỹ và phương Tây khó có thể cùng lúc chống được liên minh Nga-Trung, dù rằng đây là liên minh lỏng lẻo, kết hợp với nhau vì các lợi ích tạm thời. Thậm chí trong một số trường hợp, Mỹ còn phải nhân nhượng để đổi lấy sự hợp tác của Trung Quốc để trung lập hóa Nga và giải quyết các vấn đề cấp bách mang tính toàn cầu. Và điều này chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà Mỹ mới khởi động cách đây chưa lâu. Như vậy, cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay không chỉ là một cuộc chiến thông thường như bao cuộc chiến khác, mà có các hậu quả sâu rộng tới tương quan so sánh lực lượng giữa các nước lớn và cục diện thế giới cả trung và dài hạn. Thế giới sau ngày 24 tháng 2 năm 2022 sẽ vĩnh viễn là một thế giới khác, và những tính toán chiến lược sai lầm của Mỹ nếu không được nhìn nhận và khắc phục kịp thời sẽ góp phần đẩy nhanh sự kết thúc của kỷ nguyên Mỹ. Video này được thực hiện bởi Battleground Người Kể Sử, nơi có những video hấp dẫn nhất về lịch sử Việt Nam. Nếu bạn thích thú với video này, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe để theo dõi thêm các video trên kênh mình nhé. Nếu như các bạn quan tâm tới lịch sử thế giới, hãy ghé kênh Battleground Lịch Sử Thế Giới, nơi có các video hay nhất về lịch sử của thế giới nhé. Nếu các bạn yêu thích lịch sử và giã sử của Trung Hoa, có thể truy cập vào kênh Battleground Trung Hoa Sử Ký để theo dõi các video mới nhất của team mình. Ngoài ra, Battleground Khám Phá cũng sẽ là một địa chỉ tuyệt vời dành cho các bạn yêu thích những chủ đề về địa chính trị, văn hóa, xã hội và địa lý. Tất cả các kênh đều được gắn link truy cập ở phần mô tả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn